Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thầy ông nội là ai? Đây là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mà cũng khiến dư luận khiếp sợ nhất về những hành vi tội lỗi. Vậy đằng sau cái tên đó là những bí mật về quá khứ kinh hoàng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết sự thật ngay sau đây. Thầy ông nội là ai? Tên thật là Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 và quê quán An Giang. Ông tự xưng là tu sĩ Phật giáo nhưng không có chứng chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Lê Tùng Vân bắt đầu gây chú ý từ năm 2020 khi phát hành các clip trên mạng xã hội với nội dung về các em nhỏ ở tỉnh Thất Bồng Lai. Các clip này thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Vào năm 2021, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc xác minh làm rõ về tỉnh Thất Bồng Lai. Kết quả xác minh cho thấy tỉnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tôn giáo, cũng không phải là chùa. Ông Lê Tùng Vân và các thành viên ở tỉnh Thất Bồng Lai không có chứng chỉ tu hành. Tỉnh Thất Bồng Lai lại còn biết đến với tên gọi Thiên Am bên bờ vũ trụ, là một nơi nổi tiếng với việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi và cơ nhỡ. Nơi này hiện nằm tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Năm 2014, bà Cao Thị Cúc mua khu đất rộng 2.000m2 tại đây và tiến hành sửa chữa để tạo nên điểm tu tại gia. Sau đó vào năm 2015, ông Lê Tùng Vân đã chuyển đến sống cùng bà Cúc và từ đó nơi này mang cái tên Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, hoạt động của nơi này chủ yếu do ông Lê Tùng Vân tự quản lý và điều hành. Các thành viên nam nữ tại Tịnh Thất Bồng Lai thường mặc trang phục tu sĩ và tự xưng là nhà sư Nico. Nơi đây còn tự nhận mình là nơi che chở và nuôi dưỡng nhiều trẻ em cơ nhỡ và mồ côi. Tuy nhiên, thông qua công tác xác minh, Công an tỉnh Long An đã xác định rằng Tịnh Thất Bồng Lai có tổng cộng 18 người, trong đó có 6 trẻ nhỏ. Đáng chú ý, tất cả các trẻ em này đều có cha mẹ đang sống tại Tịnh Thất Bồng Lai và nhiều trong số họ có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng khẳng định rằng Tịnh Thất Bồng Lai không phải là một tổ chức tôn giáo tự hợp pháp, mà thay vào đó có dấu hiệu giả mạo để mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản từ các nhà hảo tâm. Sau khi nắm rõ được thông tin về thầy ông nội là ai, hãy cùng tìm hiểu những mối quan hệ phức tạp và kinh hoàng của ông ngay sau đây. Lê Thanh Minh Tùng. Con Lê Tùng Vân là Lê Thanh Minh Tùng, sinh năm 1985. Anh này tiết lộ rằng mình là kết quả của một mối tình quan hệ loạn luân giữa ông Lê Tùng Vân và người em gái ruột của mình. Anh Tùng cho biết rằng anh đã chứng kiến cha mình cùng với 7 người phụ nữ khác nhau, sau đó lại có mối quan hệ với những người con gái ruột của mình. Trong một buổi trò chuyện trực tiếp trên livestream với CEO Nguyễn Phương Hằng, anh Tùng thẳng thắn nói rằng những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đều có mối quan hệ huyết thống với nhau và không phải là trẻ mồ côi như đã được truyền thông đưa tin trước đó. Anh cũng khẳng định rằng tất cả các trẻ em ở đây đều là con cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, không phải là trẻ mồ côi, không có cha mẹ như thường xuyên được ông đề cập. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ rằng ông Lê Tùng Vân đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi và hướng dẫn cho các trẻ em để lừa đảo tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Ông ấy đã dạy cho các trẻ cách trả lời các câu hỏi của những người muốn ủng hộ tới Tịnh Thất Bồng Lai. Cuối cùng, anh Minh Tùng cũng tiết lộ rằng mục đích của ông Lê Tùng Vân khi tham gia các game show và chương trình truyền hình là để thu hút sự quan tâm và lòng thương hại từ mọi người, từ đó có thêm tiền ủng hộ. Năm chú tiểu trong chương trình Thách thức danh hải. Khi nhắc đến Tịnh Thất Bồng Lai, hẳn ai cũng sẽ nhớ đến năm chú tiểu đáng yêu đã ghi danh mình trong lòng công chúng sau chiến thắng xuất sắc tại chương trình Thách thức danh hải. Lúc đó, cộng đồng mạng đã đồng lòng ủng hộ những tài năng trẻ này. Nhiều nhà hảo tâm cũng không ngừng đổ đứng vì họ bị cuốn hút bởi hoàn cảnh và tinh thần lạc quan của các em nhỏ. Nhờ sự nổi tiếng của năm chú tiểu, đã có nhiều kênh YouTube cá nhân được thành lập để chia sẻ cuộc sống hàng ngày của chúng, thu hút sự quan tâm và ủng hộ đông đảo từ khắp nơi. Đặc biệt, kênh YouTube Năm chú tiểu Thiên Am bên bờ vũ trụ đã thu hút hơn 2 triệu lượt người theo dõi. Tuy nhiên, khi sự thật về thầy ông nội là ai và Tịnh Thất Bồng Lai dần được làm sáng tỏ, mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân và năm chú tiểu cũng bị tiết lộ. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và xác nhận rằng năm chú tiểu thực sự có mối quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân và mẹ của các em cũng đang sinh sống trong Tịnh Thất Bồng Lai, không phải là trẻ mồ côi như thông tin trước đây ông Vân đã chia sẻ. Diễm My. Như đã được chia sẻ bởi anh Lê Thanh Minh Tùng, mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân và Diễm My được cho là không đúng đắn. Nhiều người có thể vẫn nhớ rõ đoạn video được đăng tải vào cuối tháng 10 năm trước, khi Diễm My kể về khoảng thời gian 8 tháng cô sống trong nhà và bị giam cầm trong 4 bức tường mà không hạnh phúc. Đặc biệt, trong đoạn video trên YouTube,
Diễm My đã nói về việc ba mình liên tục xâm hại cô và đặt ra kế hoạch phá hoại thiền am bên bờ vũ trụ. Cô cho rằng ba mình là một người tàn độc, thực hiện các hành vi gây hại cho người khác và đã làm việc biết nhưng không dám nói ra vì sợ. Trong buổi trò chuyện vào tối ngày 24 tháng 10, ba và mẹ của Diễm My đã một lần nữa nói rõ về vấn đề này. Việc công an quận Bình Tân xuất hiện tại nhà của ông bà là do sau khi Diễm My trở về từ thiền am bên bờ vũ trụ, những người ở đó đã đăng clip kêu gọi cộng đồng mạng đến giúp đỡ Diễm My. Không có ý định can thiệp vào việc cá nhân của Diễm My, công an đến để bảo vệ gia đình chứ không phải để kiểm soát cô như cô từng nói. Với những tội ác kinh tởm của mình, vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã thông báo rằng bà Trần Thị Kim Thành, chánh án của tòa, đã ký quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 119/2022/HSBT được ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2022 bởi Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, cư trú tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Theo quyết định này, bị cáo Lê Tùng Vân đã bị kết án 5 năm tù về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức và cá nhân, theo khoản 2, điều 331 thuộc Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017. Sau khi tìm hiểu thông tin về thầy ông nội là ai và sự việc mà ông Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai đã gây ra nhiều tranh cãi và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, dưới đây là một số bài học rút ra từ sự việc này. Cần tỉnh táo trước những thông tin ở trên mạng xã hội. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải thông tin nào ở trên mạng xã hội cũng chính xác và đáng tin cậy. Do đó, cần tỉnh táo và sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận. Cần có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở tôn giáo. Các cơ sở tôn giáo là nơi giáo dục đạo đức và hướng thiện cho con người. Tuy nhiên, cũng có những cơ sở tôn giáo lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Do đó, cần có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở tôn giáo để đảm bảo hoạt động của các cơ sở này đúng quy định của pháp luật. Cần nâng cao nhận thức của người dân về đạo đức và pháp luật. Sự việc ông Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai đã cho thấy sự xuống cấp về đạo đức và pháp luật trong xã hội. Do đó, cần nâng cao nhận thức của người dân về đạo đức và pháp luật để ngăn chặn các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Dưới đây là một số giải pháp cụ thể để thực hiện các bài học rút ra từ sự việc thầy ông nội là ai, ông Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về nhận thức và kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở tôn giáo. Tăng cường giáo dục đạo đức và pháp luật cho người dân. Việc rút ra bài học từ sự việc ông Lê Tùng Vân, Tịnh Thất Bồng Lai là cần thiết để ngăn chặn các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.